Tại một hội thảo về nhân sự do Career Việt tổ chức mới đây, Tập đoàn Phát triển Công nghệ và Cung cấp các Giải pháp Quản lý Nhân sự Carriera đã cam kết sẽ đem tới những giải pháp nhân sự chuẩn hóa và chuyên biệt hơn cho thị trường Việt Nam. Hỗ trợ Career Việt mang ứng dụng công nghệ AI trong hoạt động với lợi thế sở hữu dữ liệu lớn, đa dạng để huấn luyện thành công mô hình này. Hệ thống có thể giúp trích xuất dữ liệu từ sơ yếu lý lịch, hồ sơ ứng viên chỉ trong khoảng 0,1 giây trên hồ sơ. Công nghệ này cũng đã bắt đầu ứng dụng tại website của Career Việt, giúp cho ứng viên có thể ứng tuyển nhanh chóng. Chỉ cần upload hồ sơ sẵn có, AI sẽ đọc dữ liệu, chuẩn hóa hồ sơ và rút ngắn đáng kể quá trình ứng tuyển. Bên cạnh đó, còn giúp gợi ý công việc chuẩn xác hơn. Bộ phận DeepMind của Google vừa giới thiệu Genie, nền tảng AI có thể tạo ra các video game 2D, tương tác từ mô tả văn bản hoặc lời nhắc của người dùng. Google cho biết, Genie được đào tạo dựa trên các bộ dữ liệu khổng lồ bao gồm 20.000 video không gắn nhãn, chủ yếu đến từ các game thủ 2D. Khác với các mô hình AI truyền thống cần hướng dẫn chi tiết và dữ liệu gắn nhãn, Genie học bằng cách quan sát hành động và tương tác ngay từ bên trong video, cho phép nó tạo video game từ một câu lệnh hoặc hình ảnh duy nhất. Dù vậy, do vẫn đang trong quá trình phát triển, Genie vẫn còn một số hạn chế về chất lượng đồ họa. Hiện nay, chỉ có thể tạo game với tốc độ khung hình thấp 1 frame trên giây. Nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công an đang đề nghị xây dựng luật dữ liệu với 4 chính sách lớn bao gồm quy định về xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu, quy định về cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, quy định về trung tâm dữ liệu quốc gia và quy định về sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu. Luật dữ liệu được kỳ vọng sẽ mang lại sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình lưu trữ và sử dụng thông tin trong các cơ sở dữ liệu, từ đó nâng cao vai trò phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Apple có thể phải chịu án phạt chống độc quyền lên tới 500 triệu euro, tương đương với 543 triệu đô la Mỹ do Liên minh châu Âu EU áp đặt vào tuần tới. Sau phán quyết liên quan đến vụ kiện do công ty chuyên về dịch vụ phát nhạc trực tuyến Spotify đệ trình. Năm ngoái, Ủy ban châu Âu đã cáo buộc nhà sản xuất iPhone ngăn Spotify và các công ty phát nhạc trực tuyến khác thông báo cho người dùng về các tùy chọn bên ngoài App Store của Apple. Cơ quan giám sát cạnh tranh của EU cho biết hành vi đó cấu thành các điều kiện giao dịch không công bằng, một lập luận tương đối mới trong một vụ kiện chống độc quyền tại châu Âu. Lập luận này cũng đã được sử dụng đối với Meta Platform, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook trong một vụ kiện riêng biệt. Ngoài án phạt tiền, EU cũng sẽ yêu cầu Apple ngừng các hành vi tương tự. Điều táo khuyết vốn phải tuân thủ theo các quy định mới có tên Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số DMA. Apple được cho đã chấm dứt dự án phát triển và sản xuất xe điện sau 10 năm nghiên cứu. Theo Bloomberg, các nhân viên thuộc dự án xe điện của nhà táo sẽ chuyển sang đơn vị trí tuệ nhân tạo AI. Nhiều dự đoán cho rằng Apple nhận ra sản xuất xe điện không phải là thế mạnh của công ty trước sự cạnh tranh gay gắt từ những thương hiệu công nghệ khác. Cách đây một thập kỷ, Apple khởi động dự án xe điện Titan. Năm 2020, Reuters đưa tin nhà sản xuất iPhone có thể ra mắt mẫu xe điện sớm nhất trong năm 2024 hoặc 2025. Tiếp tục chương trình là những tin tức công nghệ đáng chú ý khác. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ra mắt phần mềm lắng nghe mạng xã hội Social Beat. Phần mềm sở hữu nhiều tính năng nổi bật như khả năng thu thập dữ liệu từ Facebook, Twitter, Instagram, YouTube và nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Điều này giúp thành phố có cái nhìn tổng quan, thông tin đầy đủ, đa chiều về ý kiến, suy nghĩ và trào lưu trên mạng. Phần mềm tích hợp công nghệ AI và học máy để phân tích dữ liệu từ mạng xã hội một cách thông minh, hiệu quả theo nhóm chủ đề, ngành, lĩnh vực và vùng. Bên cạnh đó, SocialBeat sẽ giúp các tổ chức quản lý và định hình dư luận công cộng thông qua việc theo dõi và phân tích trào lưu, ý kiến và cảm xúc trên mạng.